À, hôm nay là thứ sáu ngày 13 À đi con mẹ hôm nay là thứ sáu ngày 13 ba oh, Vụ này hay À đi mẹ Lại nhắc đến cái vụ thứ sáu ngày 13 Để tôi kể cho công nghe một câu chuyện nữa Câu chuyện nó đang làm đi mẹ mẹ Hoang mang Tôi và Linh Chấm những ngày gần đây Tiện hôm nay là ngày thứ sáu ngày 13 Nên tôi sẽ kể cho công nghe một câu chuyện Đi mẹ để tôi đổi cái mic để nghe nó Nghe cho nó kiểu mẹ, kinh dị một tí Thì cái câu chuyện như này Đợi đi Đợi để, để tôi kể Để tôi uh, Đổi cái mic để tôi cho Đi mẹ tôi kể cho công nghe một câu chuyện Nó cũng liên quan đến thứ sáu ngày 13 con mẹ luôn Đây các ông sẽ được nghe đi câu chuyện này và các ông sẽ cảm thấy nó rất là kinh dị Đó. À... đây cả à anh em nghe rõ không anh em nghe rõ không nghe rõ không? nghe rõ không, không? cái okay, nghe rõ đúng không tôi biết là công nghe rõ mà thì uh, tiện nhất tiện ngày hôm nay là ngày thứ sáu ngày 13 ba hải sẽ kể cho các bạn một câu chuyện đó là ở cái tòa nhà tôi ở thì nó có 8 tầng tôi là ở cái tầng thứ bảy Tức là tôi chỉ cần đi khoảng 3 bước chân nữa là tôi lên cầu thang và tôi đi lên tầng 8 tức là tầng trệt, tầng à không phải tầng trệt mà là tầng thượng. Cái tầng ấy thì nó họ chỉ để một cái bếp ở trên đấy thôi. Với cả là một cái sân thượng nó có như kiểu để đồ để đồ kiểu cảm giác như kiểu là đồ 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 cũ các thứ, rác rủng các thứ họ vứt lên đấy, cả máy giặt máy dùng để họ để trên đấy. Nhưng mà khoảng tôi chuyển vào đây được khoảng một tháng rưỡi. À hơn một tháng rồi, một tháng một tuần rồi. Thì tôi ở chắc khoảng khoảng 20 ngày 30 ngày trước khoảng một tuần trở lại đây bắt đầu nó mới có cái sự kiện nó mới có cái chuyện nó xảy ra thôi nhưng còn trước ấy thì nó đéo có chuyện gì xảy ra cả ngày trước tôi ở rất là bình thường bởi vì tôi còn hay thức đêm nữa nhưng mà tôi lại không nhận ra điều đấy nhưng mà có một cái điều là tôi có cái giác quan rất là nhạy bén nhưng mà tôi cảm nhận được tôi, tôi gọi là tôi cảm nhận là một vài cái, cái, cái âm khí nên nhiều khi là tôi cảm nhận là cái gì có cái sự hiện diện ngoài ai đó hay là một cái gì đó ở đây, ở đây ấy, âm khí ở đây ấy. tôi, tôi sẽ rất là dần ra gà cũng như là tôi cảm giác bị giật mình ấy gai người thì Trước kia thì đéo có chuyện gì xảy ra cả Nhưng mà cho đến hôm bà Linh ở về ở với tôi ở trên đây thì có một hôm Bà Linh bà đi lên đấy bà nói chuyện điện thoại Với cả một đứa em Thì là lúc bà đi xuống thì bà kêu ẩm nên bà nghe Ui anh ơi ở trên kia em Em rất con chó lên hiểu không Tự nhiên em thấy con chó Nó quay ra nó nhìn vào cái góc tường Sau đó nó sủa ẩm ý lên Mà trong khi chả có ai cả Cả cái tầng thượng tối om Kiểu có chó nó sủa ẩm Nó cứ nhìn vào cái hướng nó sủa Xong hai đứa nó chạy nhà nó kể với tôi thì sau ngày hôm đấy tôi cũng chỉ là chắc là nghĩ thì mẹ thần hồ đắt thần tính Nếu có chuyện gì xảy ra cả đâu Nhưng mẹ từ cái đêm đấy trở đi Bắt đầu là có những cái sự kiện xảy ra đó là Thi thoảng lúc nửa đêm à, Khoảng 2-3 giờ sáng Lúc tôi đang ngồi stream ấy Xong rồi tôi stream xong tôi ngồi tôi edit video rồi ông Bắt đầu tôi nghe những tiếng lục cục Lục cục giống như kiểu đi mẹ về Chén bát bị đổ với cả là đi mẹ mới tủ ghét bị dịch xê dịch Xong rồi bị đổ ngã bàn ghế ở à. Nó có lục cục lục cục lục cục lục cục ở trên tầng Có một hôm rồi tôi mở cửa tôi đi lên Tôi bật đèn thì tôi đéo nghe gì cả xong rồi tôi lại xuống phòng tôi đóng cửa lại tôi đứng ở cửa tôi nghe một tí thì lại thấy lục cục lục cục lục cục lục cục thế tôi lại mở cửa tôi chạy lên tôi đi lên trên đến nơi đi lên lên tầng thì tôi lại đéo thấy gì xảy ra hết Ờ à, bật hết điện lên cho đến một hôm cái linh thì bạn lên đéo mở được điện thì nó mới sợ cơ nghe tiếng lục cục lục cục bà linh bà lên bà, lên, bà lấu mì thì bà lên bà lấu mì xong bà lên phát bà lại chạy con mẹ ù về xuống mà ơi không nấu mì được mà sao mất điện mà nó cứ có cái tiếng lục cục lục cục mình thì cũng nghe tiếng lục cục lục cục nhưng lúc mình lên thì đéo có tiếng gì cả quay đi quay lại thì khoảng một tuần trở lại đây cứ bắt đầu vào lúc hai ba giờ sáng chuột đéo gì thì chuột lao dịch được cả tủ vậy ông nội các ông phải hiểu khi mà các ông nghe là cái tiếng động ấy thì cái tiếng động ấy nó sẽ rất là theo cái kiểu dạng tiếng động ấy nó sẽ rất là các ông nghe và các cảm nhận cái tiếng nó nó nhẹ nó nặng ví dụ như kiểu cái tiếng cái ghế nó bị xê dịch thì các ông nghe cảm giác cái tiếng rất là nhẹ nhưng nếu như một cái vật nặng mà bị xê dịch ấy thì cái tiếng cảm giác nó rất là nặng các ông có thể nghe và ông cảm nhận được mà như là đấy tôi nghe cảm giác như kiểu nó đẩy đổ con mẹ cả cái tủ vậy á to vãi luôn bắt đầu khoảng một tuần trở lại đây cứ đến cái giờ đấy là bắt đầu nó kêu sao mà đi mẹ lại còn được ừ chỉ có một cái tiếng ấy thôi có một cái tiếng ấy là nó cứ lục cục lục cục lục cục lục cục, lục cục nó kêu địt mẹ mày ghê vãi luôn đến nỗi là mấy đêm nay đói vãi đái đéo dám lên tầng 7 để nấu mì ăn được không? Mai tôi sẽ đi mua một cái phích điện, tôi về tôi cắm điện ở phòng, sau đó tôi đi làm mình lấu mì tại trong phòng, tôi đéo và giờ tôi bước trên cái tầng 7 à tầng 8 để vào cái buổi tối nữa. Có nhiều rất là nhiều cái câu chuyện ngày trước ấy thì bạn thân tôi kể chuyện ma. Để tôi kể cho các em một vài cái câu chuyện một vài cái sự kiện để chứ không thử nghe không cảm nhận. Ngày trước thì tôi rất hay kể chuyện ma mà cái tính của tôi ấy, cái ngày mà tôi còn livestream tôi kể chuyện ma ấy, thì tôi lại đặc biệt là tôi chỉ có livestream vào lúc 12 giờ đêm. Sau bắt đầu từ 12 giờ đêm tôi bắt đầu on stream rồi tôi kể chuyện bắt đầu cứ khoảng 12 giờ đêm tôi bắt đầu tôi với on stream tôi kể chuyện ma cho người ta nghe thì cái hôm đấy cái ngày mà tôi còn ở dưới nam định tôi kể chuyện là cái phòng mà hôm trước ở trong video tôi cho công xem ấy đấy công hôm trước các ông nào mà đã xem video nhà mới nhà của tôi chưa tôi quay nhà tôi quay nhà với vườn đây, đây. ông nào mà chưa được xem nhất thì tôi sẽ cho công xem cái nhà với vườn của tôi ở dưới quê đấy, tôi sẽ cho công xem thì các công thì có thể cảm nhận được đây đấy, ông nào mà đã xem ngoài vườn nhà tôi hồi bé rồi thì công sẽ biết đây ông nào chưa xem tôi cho công xem luôn Vẻ công nhìn và công sẽ cảm thấy nó vãi lồn luôn thật thể Đây Đâu nhỉ Đây cái video về quê phải đã gần 200.000 view này Nhiều vậy Đây Đây Tao nhìn cái vườn nhà tôi không Đây là cái vườn nhà tôi Đây 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 cái, cái chỗ cái đây là cái chỗ này cái chỗ là cái cửa xanh này này cái kho này này là cái nơi mà tôi ngày trước tôi đã lâu ngồi livestream cũng là cái nơi mà tôi đây là cái nơi mà đã sinh ra tôi à uh, từ quê. Đấy, cái nơi mà đây, các ông nhìn cả cái vườn này, thì kinh vãi lồn. Cây chuối này, nhìn không? Cây chuối trước cửa phòng đây này. Đi cái này là cây ổi này. À đâu, cây này là cây khế không? Xa còn bên cạnh là cây nhãn, bên tay trái là cây nhãn này không? Nhiều đi toàn những cái thể loại cây kinh dị vãi lồn ra. Thì ở vườn tôi cái đéo thì cũng có hết mà cái nhà vệ sinh này. này ở tận ở sau lưng tôi này. Đây cái nhà vệ sinh này này. Là cái nhà này này. Nó ở sâu ngoài vườn đi lại chắc cỡ khoảng tầm 10 mét á phải đêm thì phải đi thì phải, qua cái hàng cây này xong mà chui vào cái nhà vệ sinh này đi ỉa thì phải lắm hôm ngồi vừa ỉa mà vừa cảm thấy đi mẹ như kiểu là bồn chồn đấy kiểu cảm giác thoát tim ấy luôn ngồi ỉa cũng đéo cái điếu yên luôn ngồi ỉa mà cứ phải đi mẹ vừa ỉa vừa thấp thỏm sợ đi mẹ có con cặc thì xảy ra phải không Ngày, còn trước mặt là còn một cái ao to vật vã mẹ luôn này đéo có quay không nó có một cái ao to vật vã mẹ luôn đây đây là cái phòng này tôi ngồi tôi stream là bé tí này đấy, trông rất là bừa bộn đấy thì cứ vào 12 giờ đêm tôi bắt đầu tôi ngồi livestream tôi kể chuyện ma thì cái đêm hôm đấy tôi kể chuyện, cái đêm hôm đấy, tôi kể một cái câu chuyện về một cái người con gái đó là cái cô đấy cô bị chết trẻ chết oan thì như bình thường lúc mà tôi kể chuyện thì lúc đấy là tôi kể cái câu chuyện nó khá là dài tôi kể khoảng không câu chuyện đấy không phải là dài đó cái cái tập cái chap một của nó đấy tôi kể khoảng đến tầm 12 rưỡi thì là bắt đầu là nó gần hết một chap rồi nó hết một chát rồi sang đến chát thứ hai đó là hết chuyện thì tôi mới nghĩ tôi mới đinh linh tôi cảm thấy trong người thì phải có cái đéo gì đó nó rất là kiểu nó gai gai người ấy, cảm giác nó, nó bất an trong lòng ấy thế là tôi bảo là hay là thôi nhở mình không kể câu chuyện này nữa Upstream thôi thì đã bắt đầu fan lúc đấy thì đang rất rất là đông rất là khoảng lúc đấy mà ngày đấy stream ở bên facebook và được khoảng hai ba trăm bạn ngồi nghe nhiều lắm thế là tôi cứ ngồi tôi kể tôi bảo thôi cố kể nốt kể lớp câu chuyện nó đi đã thế bắt đầu là tôi ngồi tôi kể hết cho cái câu chuyện đấy thì khi mà tôi kể hết câu chuyện lấy xong Nó rơi vào khoảng tầm uh, 1 giờ kém 15 Lúc đấy bắt đầu tôi nhớ tôi bảo là Bây giờ chuyển là chuyện mới ngồi xàm xàm một tí Sau nó chuyển sang câu chuyện mới rồi kể Thì ngay lập tức lúc đấy tôi bị mất mạng cái mô đen mạng của tôi nó tự động nó bị mất hết cái mất hết đèn nó tắt hết đèn tôi biết không biết bị sao nhưng nó mất hết đèn mất kết nối ở uh, mất mạng tiếp theo đấy thì tôi dùng hai cái điện thoại một cái điện thoại để tôi để livestream một cái điện thoại tôi cầm tôi đọc chuyện thì cái điện thoại cầm đọc chuyện nó bị tắt nguồn nó tự động bị sập nguồn trong khi máy của tôi còn đang rất là nhiều pin. Máy vừa cắm sạc vừa dùng thì như kiểu nó đã, gần đầy pin nó bắt đầu rút ra không thì bắt đầu thấy sập nguồn. Reset đi bật đi bật lại thì mình tháo pin ra bật đi bật lại cũng không lên. <laughs> Hôm bắt đầu tôi ra tôi nhìn cái đen mạng. Thì cái đen mạng của tôi á, lúc đấy tôi cũng tháo dây ra, tôi rút điện ra, tôi cắm lại, tôi làm những cái thao tác để reset cái đen nhưng nó cũng không lên. Thì bắt đầu lúc đấy tôi bắt đầu với nhìn ra hướng phía cửa thì nhưng nhìn thấy cái hướng cửa lúc buổi tối là tôi đóng cửa mà trong phòng tôi phải đóng kín cửa thì bắt đầu tôi mới nhìn thấy cái cửa đấy và tôi bảo là bây giờ chỉ thì bạn còn một cách đó là mình ra ngoài mình ra ngoài nhà ra ngoài vườn mình xem cái dây mạng của mình xem nó có vấn đề gì không thì đi mẹ các ông nhìn ngoài vườn của tôi rồi thì mà buổi tối thì nó tối om mà đéo có cái gì nó tối om đéo có một con mẹ luôn tối đen xì như mực luôn mà ngoài vườn thì đêm kinh bỏ mẹ ăn được ấy tôi bảo chết mẹ bây giờ lại phải ra vườn kiểm tra dây mạng chăng thế là tôi đi đến cửa tôi mở cái cửa tôi định tháo chốt cửa tôi đẩy cửa ra rồi thì thế đéo là tôi nghĩ lại tôi bảo chứng người lại cái tôi bảo thôi đéo tôi bắt đầu tôi dừng lại tôi nghĩ sau khi mà tôi nghĩ xong thì bắt đầu tôi ngồi tôi khấn đấy tôi khấn một lúc thì bắt đầu khi mà tôi khấn xong một phát tôi đi vào tôi ngồi tôi thử lại một lần nữa không trước khi mà tôi khấn là tôi ngồi tôi thử bật lại một lần nữa cho chắc nha tôi bật lại cái modem một lần nữa tháo ra cắm điện lại làm những cái thao tác để bật lại modem một lần nữa cho chắc nhưng nó vẫn không lên tôi bật lại cái điện thoại nhưng cũng vẫn không lên thì bắt đầu tôi mới ngồi tới khấn là nam gì là phật nam mô gì là phật Đấy, lại chín vương trời mười phương chư vật chư vật mười phương các kiểu để mình lấy thổ công thổ địa ngự tại đất này thì mà mình lấy như có chân linh vong linh nào đang ở đây mà mình trêu dỡn con thì à, gọi là xin dừng lại Đấy, hay là tôi có vô tình động chạm gì đến để mình chân linh vong linh nào đó đang ngự tại cái đất này thì tha lỗi cho tôi bởi vì tôi không cố ý kiểu vậy các biết chuyện gì xảy ra không khi mà tôi vừa mấy điểm mình dứt câu nha tôi vừa mới dứt câu nha thì thì cao phải hiểu đó là tôi vừa dứt câu khấn nó xong phát thì cái điện thoại của tôi rung phát nó sáng lên. Chỉ phải cái điện thoại của tôi nó rung phát và nó sáng lên. Ờ à, nó rung và phát sau đó nó sáng lên. Bắt đầu tôi nhìn thấy cái biểu hiện biểu tượng logo của máy ấy, của con Apple ấy, của cái quả táo của Apple sáng lên phát. Sau đó là nó tự động bật nguồn lại. Nếu như chỉ có mỗi cái điện thoại đấy thôi nó sáng lên thì tôi có thể coi đấy là một trong những cái sự trùng hợp. Nhưng cái địt mẹ nó còn vãi lồn hơn ở chỗ là khi mà tôi nhìn cái điện thoại xong tôi quay ra tôi nhìn cái modem đen thì nó nháy nháy ba phát rồi nó tự động sáng lại đèn nó tự động nó sáng lại cái đèn màu đen đó à, cả đêm hôm đấy tôi không thể ngủ được và tôi làm suy nghĩ cho đến buổi sáng ngày hôm sau thì tôi mới hỏi mẹ tôi mẹ tôi mới bảo là cái này thì không biết được phải vào hỏi bà chủ nhà thế là tôi chạy vào tôi chạy một mạch vào trong cái bà chủ nhà đất chủ đất của cái nhà đấy tôi hỏi thì cô chủ đất đấy cô có kể là ở hiện khoảng ngày xưa ấy khoảng bốn năm mươi năm về trước ấy thì là ở tại cái phòng mà tôi ở tức là cái mảnh đất đấy cái tại cái phòng tôi ở là mảnh đất đấy là chồng uh, su hào của em gái của cô ấy em gái của cô chết là rất là sớm đấy. <laughs> phải gọi là bà thì đúng hơn hôm nay cô phải sáu mấy bảy mươi rồi nhưng mà mẹ tôi hay gọi là cô tôi cũng gọi là cô thì uh, bà kể là vào cái khoảng thời gian đấy cái mảnh đất ở tại cái vườn tôi là một cái vườn su hào và em gái của bậu cụ của bà tức là cô hồi trẻ ấy, có chồng vườn su hào và cái vườn su hào đó rất là nổi tiếng ở cái vùng đất này tức là cái quả rất là to nó to hơn bình thường rất là nhiều và kiếm được rất nhiều tiền từ cái vườn su hào đấy nhưng mà cho đến một đêm thì bắt đầu có trộm vào cái thì cái thời ngày đấy tôi nói thật với các ông có cái vườn su hào ấy thì trộm nó đéo tha cái đấy là cái thứ giá trị vãi lồn rồi có một cái vườn su hào bán được rất là nhiều tiền bởi vì là một cái loại lại là, là một gọi là nổi tiếng những cái vùng cái quả su hào rất là to và lạ đấy, bán được rất là nhiều tiền thì trộm nó vào nó lấy nó trộm hết cả cái vườn su hào đấy đấy sau đó là như kiểu là khi mà cả gia tài của cô chỉ còn mỗi cái vườn su hào thôi ông bị trộm hết được cái xong bắt đầu là buồn Xong rồi tức xong bắt đầu là tức kìa tức phát bệnh ấy xong phát bệnh xong người chết thì khi mà cô chết xong ấy thì vài ngày hôm sau cái thằng mà trộm su hào đấy cũng bị chết đấy, cũng bị chết luôn thì bắt đầu là dép lối lại câu chuyện đấy thì rốt cuộc cả cái đêm hôm đấy là bởi vì khi mà tôi kể chuyện à, uh, cái cái câu trong cái câu chuyện của tôi ấy nó có trùng hợp cái sự trùng hợp giữa cái nhân vật trong câu chuyện của tôi và cái tên của cái cô đấy tôi sẽ xin, xin được giấu tên đấy nó có sự trùng hợp giữa hai người một người trong câu chuyện một người sự thật và như các cụ đã bảo ấy người linh người âm về đêm rất là linh đôi khi các bạn nhắc đến họ thôi thì họ sẽ mẹ có những cái như kiểu là như cái chuyện của tôi ấy, thì là họ có những cái lời cảnh báo để họ như kiểu là họ cảnh cáo mình về cái việc mình nhắc đến họ kiểu kiểu vậy đấy là một trong những câu chuyện ít thôi ấy còn rất là nhiều câu chuyện như chỉ cần có muốn nghe tôi kể được không nghe nay khản giọng quá ốm mẹ rồi tôi đang bị ốm mà khản hết giọng rồi có rất là nhiều những cái câu chuyện như cái kiểu như vậy nó theo kiểu dạng là nó nó là một vài cái sự kiện mà nếu mà như ghép lối lại ấy thì có thể nói là nó 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 rất là kỳ bí và có nhiều cái không thể giải thích được hay giống như một cái chuyện như này nữa tôi kể cho cậu nghe một cái câu chuyện này cái câu chuyện này thì nó đồn đoán ở dưới ở quê tôi rất là nhiều mà đặc biệt là ngay cái đoạn nhà tôi nó có một cái đoạn đường 10 cái đoạn đường rất là lớn thế câu chuyện đã được truyền tai rất là nhiều người lúc câu chuyện này tôi sẽ nghỉ cái câu chuyện đã được truyền tai có rất nhiều đời, rất nhiều người. Ngày trước ấy, nhà tôi ở cái mặt đường gần cái đường quốc lộ đấy gọi đường đường 10. Thì ở trên cái đường 10 đấy nó có một cái công ty may sông Hồng. Nó có một cái công ty may sông Hồng. À, nhân viên công nhân của họ ấy thì cứ khoảng 5 giờ 5 rưỡi chiều là họ bắt đầu tan ca họ về họ đi về. Bắt đầu giờ đấy là họ tan ca họ về. Thì cũng có một cái cô đấy, cô ấy cũng làm ở công ty may sông Hồng. Cái ngày hôm đấy Cô ấy cũng tan ca nhưng mà ngược lại cô ấy bị ở lại tăng ca khá là muộn đến tận 10 giờ cô mới được về. Thì khi mà trên đường 10 giờ cô ấy về á thì khi mà cô đi trên cái đoạn đường ấy rất là bình thường như mọi ngày thì cô ấy nhìn thấy có một cụ bà, cụ bà đó cố đi đi bộ chống gậy đi bộ ở về đường. Đó. Thì cô lại cô ấy nhìn thấy cụ đi ở một cái đường vắng như thế rồi đường quốc độ như vậy thì cô với dừng lại có hỏi cô bảo là sao cụ đi đâu mà cụ đi muộn này thì cụ bảo là cụ đi chợ. <laughs> Cảm ơn bà Hoàng Tiến Sinh nha nay tôi khảm giọng mà tôi không nói giọng ngạn ở đâu đang ho không có hơi kể nữa đi anh thì uh, thế là bà bảo là bà đi đi bán bán chợ bán bán rau ở chợ bây giờ mới về đang đi bộ về nhà về nhà xa thì cô này có phải hỏi là thế nhà cụ ở đâu để con đưa cụ về Rồi cùng đường không thế là cô bà ấy để chỉ đọc địa chỉ nhà thì may là cùng đường với của cô này thế là bà cô này có bảo là thế cụ lên xe con chở cụ về thì đi trên đường về ấy, hai cụ cháu nói chuyện rất là vui vẻ trên xe thì cho đến một cái đoạn nào đấy đến một cái đoạn đường bâng gì thì, thì cô này cũng không nghe thấy tiếng của cụ nói chuyện gì nữa thì cứ tưởng là cụ uh, như kiểu là cụ ngồi sau cũng không nói gì cả thì cô mới quay lại cô hỏi thì khi mà cô quay lại cô hỏi chuyện cô nhìn là sau lưng thì hoàn toàn không có một ai cả hoàn toàn là không có một không có bất cứ một ai ngồi sau xe cả đấy là cái giật mình thì bắt đầu cô mới giật mình cô mới dừng xe lại cô quay lại sau lưng cô nhìn thì sẽ có sợ cụ bị rơi đường không như cả cái đoạn đường quốc lộ thì đèn rất là sáng và hoàn toàn không thấy cụ bị rơi thế là cô vừa suy vừa đinh linh vừa suy nghĩ cô bắt đầu dùng mình cô suy nghĩ đinh linh làm sao thì cô lại lên xe cô đi tiếp thì khi mà cô đi tiếp thì cô về đến đầu nhà của cô ấy thì cái đoạn đầu nhà của cô đấy ấy, cô phải đi qua một cái đoạn đường tức là cái đoạn đường này là cái đoạn đường ruộng ấy nó giống như kiểu đi vào đê ấy thì nó phải đi qua một đoạn đường đấy sau đó đến một cái bãi tha ma và đi vào đường nhà cô ấy thì khi mà cô bắt đầu đi vào đầu bãi tham ma thì bắt đầu Tự nhiên cô nghe bắt đầu có tiếng cười Cứ kiểu cười khanh 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 ở Đằng sau lưng này Cười nhỏ nhỏ Đầu tiên nó, nó văng vẳng văng vẳng trong đầu Nó văng vẳng văng vẳng trong đầu Xong bắt đầu nó to dần to dần Bắt đầu khi mà cô giật mình Cô quay trở lại đằng sau cô nhìn Thì thấy bà cụ đang ngồi sau lưng cười Đấy bà cụ bà đang ngồi vào sau lưng bà nhẹ răng bà cười bà nhìn cô ấy Hay là cô sợ quá cô hét ầm lên sau đó cô cô rú gà cô phim mà phát thẳng về nhà thì cô về nhà cô kể lại hết câu chuyện cho mọi người nghe thì ngày hôm sau cô lâm bệnh thì cô lâm bệnh mà bình thường rất là khỏe mạnh không có đề gì cả nhưng mà lâm bệnh một cái thì bắt đầu uống thuốc men không được Bắt đầu đưa, đưa lên viện Thì đưa lên viện nằm một tuần Một tuần sau cố mất Hết <laughs>